Vừa qua, KT Roster đánh bại Hawaii 3-0 ở lượt trận thứ 3 của Playoff LCK mùa hè. Với chiến thắng này, KT chính thức trở thành đội tuyển cuối cùng góp mặt ở sân khấu trực tiếp sẽ được tổ chức tại Daejeon vào ngày 19 trong trận chung kết nhánh thua với kình địch T1. Sau khoảng 10 ngày nghỉ ngơi, KT Roster sẽ có cơ hội đổi lại món nợ trong cuộc đại chiến viễn thông ở lượt trận thứ 2 trước đó. T1 từng đánh bại KT 3-2 và trực tiếp đẩy KT xuống nhánh thua. Thế nhưng KT đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin và thể hiện sức mạnh áp đảo trước Hanwha Life để tiếp tục cuộc đua đến chiếc vô địch mùa này. Huấn luyện viên trưởng KT Roster Hirai cho biết: "Tôi rất vui khi giành chiến thắng, nhưng thực ra tôi không lo lắng lắm về việc thắng hay thua. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào việc liệu chúng tôi có thể vận dụng những chiến thuật mà chúng tôi đã chuẩn bị hay không. Hôm nay tôi nghĩ tuyển thủ đã làm tốt những gì đã được hướng dẫn. Điều quan trọng là chúng tôi phải luôn hướng về phía trước." Chia sẻ thêm về trận thua trước T1 vừa qua, Hirai phân tích: "Chúng tôi làm tốt với những ván thắng của mình, nhưng dường như đối thủ làm tốt hơn cả chúng tôi. Họ khiến chúng tôi không thể vận dụng được những chiến thuật của mình. Thật đáng tiếc khi chúng tôi đã không làm tốt trong khâu cắm chọn. Chúng tôi đã nói rất nhiều về điều này và đã chỉ ra được lý do vì sao. Chúng tôi đã tích cực tập luyện để ngăn chặn điều đó xảy ra trong tương lai. Trận thua trước T1 cũng là một điều khích lệ tinh thần cho chúng tôi trở lại trong những trận sắp tới." Huấn luyện viên này tự tin sẽ giành chiến thắng trong trận lượt về. Ông cho rằng T1 đã biết cách ngăn chặn được người chơi trợ thủ Legends của chúng tôi bởi phong độ cao của cậu ấy. Nhưng chúng tôi đang thực hiện các lệnh cấm và chọn với số lượng trường hợp đang mở. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về phương án và kịch bản cho một trận BO5 dài hơi. T1 sẽ không bao giờ là một đối thủ dễ chơi. Họ luôn thể hiện một phong độ mạnh mẽ trước các trận đấu lớn và các lượt cấm chọn rất khó. Đó không phải là một đối thủ dễ chịu. KT cũng đã phát triển qua mùa xuân và mùa hè. Nếu như được hướng đi vào phong độ của mình, chúng tôi có thể sẽ thể hiện phong độ tốt hơn so với trận đấu vừa qua. Chắc chắn trận đấu với T1 sắp tới là một trận đấu rất khác. EDG vừa kết thúc mùa giải 2023 theo cách khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. Dù có hai cơ hội cạnh tranh vé tham dự World, nhưng đội tuyển này lần lượt để thua trước LNG và Weibo với cùng tỷ số 1-3. Trước đó, nhà vô địch chung kết thế giới 2021 cũng bị loại ở vòng 3 playoff LPL mùa hè với trận thua trước Top. Rõ ràng đây là thành tích kém nhất của EDG trong những năm vừa qua và khiến cho các fan không thể nào hài lòng. Dù có khởi đầu mùa giải khá tốt, nhưng việc các trụ cột như Meiko, JJ xuống phong độ, kèm với drama của Leaf khiến EDG gặp nhiều khó khăn. Sự trở lại của sao thủ huyền thoại Uzi là không đủ giúp đội tuyển giàu truyền thống này vực dậy trong giai đoạn cuối mùa. Vì thế ngay từ thời điểm này, ban lãnh đạo EDG đang nghĩ đến việc điều chỉnh nhân sự cho năm 2024 để đội có thể trở lại vị thế của một ông lớn. Đã có những tin đồn về việc đội sắp chiêu mộ TNB để thay Fofo ở đường giữa, thế nhưng điều này lập tức bị bác bỏ. "Chúng tôi đang cố gắng chấn chỉnh lại đội hình nhưng chưa thể bàn đến việc mua ai vào lúc này cho đến khi World kết thúc. Tôi cũng nghe các tin đồn về TNB nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không đến EDG. Duyenby là một tuyển thủ giỏi nhưng hiện tại không phù hợp với đội. Tôi vẫn tin vào Fofo và muốn trao thêm cơ hội cho Fischer ở đường giữa." Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin ở Trung Quốc cũng xác nhận rằng EDG sẽ tiếp tục ký hợp đồng với Uzi. Sao thủ sinh năm 97 sẽ tiếp tục gắn bó với đội trong năm tới khi cơ hội trở lại đội một của Leaf là khó xảy ra. EDG cũng không dễ để Meiko ra đi. Do đó, vị trí mà đội tuyển này có khả năng thay đổi nhiều nhất trong năm tới sẽ là đường trên và đi rừng. Sau quá trình điều tra, SEW bị loại khỏi VCS cùng với đó là 5 thành viên: Emperor, DNK, Penguin, D1 và Vinboys nhận án phạt cấm thi đấu trong 3 năm. Thông báo xử phạt của ban tổ chức VCS đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều khi không đề cập chi tiết những sai phạm của SE. Một số thành viên của SE cũng tỏ ra khá bức xúc khi ban tổ chức không cung cấp được bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, án phạt đã được đưa ra và chắc chắn ban tổ chức cũng đã phải điều tra rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra phán quyết. Được thông báo xử phạt này, ban tổ chức cũng đã tuyên bố vô tội cho 3 thành viên là Naun, Hyde và Palet. 3 thành viên này trở thành free agent và được phép tìm đội tuyển mới. Palet ngay lập tức được gàm cứu và có luôn trận ra mắt vô cùng thành công tại VCS Hoàng Hôn. Mới đây, huấn luyện viên Naun thông báo dự định của bản thân trên trang cá nhân sau khi rời SE. "Xin chào mọi người, lại là Naun đây. Sau 2 tuần kể từ thời điểm Riot Games thông báo mình trở thành free agent và được tự do tìm kiếm đội tuyển mới, mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục theo đuổi đam mê của mình hay không. Vì trong khoảng thời gian gần 3 năm trở lại đây, mình gặp khá nhiều vấn đề không mong muốn, dù mình đã cố gắng rất nhiều. Nhưng có lẽ mình vẫn sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn, cho đến khi mình đạt được mục tiêu mình đề ra kể từ khi mình còn là tuyển thủ." Khác với người đồng đội của Ren, khi vừa tuyên bố không muốn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến eSports trong tương lai, Naun vẫn rất muốn được thể hiện năng lực bản thân trên cương vị huấn luyện viên. Thời điểm còn thi đấu, anh là một trong những đường giữa hàng đầu VCS trong màu áo phong vụ Buffalo. Cựu đường giữa Buffalo đã cùng những người đồng đội của mình đạt đến đỉnh cao danh vọng như chiếc vô địch VCS, nhiều lần đến các giải quốc tế, vô địch giải solo 1-1 Đông Nam Á và ấn tượng nhất có lẽ là kỳ tích trước G2 tại MSI 2019. Tuy nhiên, khi đến với vai trò mới là huấn luyện viên, Naun lại không được may mắn như trước, khi từ những AS cho đến SBTC đều không mang lại cho anh bất kỳ danh hiệu nào. Đáng buồn thay, khi mà Naun được kỳ vọng sẽ lèo lái con thuyền SE đến với World sau những cuộc thay máu nhân sự mạnh mẽ hồi giữa mùa,
thì đội tuyển này lại bị điều tra. Đến rồi trận đấu duy nhất mà Noel được chỉ đạo lại là trận thua trước Gam. Trong chương trình Wolf Talk Wave số mới nhất, cựu hỗ trợ Wolf đã mời đến những thành viên SKT-T1 giai đoạn 2019 gồm Khan, Mata và Effort. Với kinh nghiệm thi đấu lâu năm tại LCK nói chung và trong màu áo SKT-T1 nói riêng, những tuyển thủ này đã có những góc nhìn thú vị về giải đấu, đặc biệt là giai đoạn playoff. Chủ đề được bàn luận rộng rãi nhất chính là tình hình của T1 hiện nay, khi đội tuyển này đang không có phong độ ổn định. Việc Faker nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương rõ ràng ảnh hưởng quá nhiều đến đội trong thời gian qua, từ vòng bảng cho tới các trận BO5 căng thẳng ở playoff. Hầu hết khách mời đều nhận định rằng vấn đề T1 hiện tại không phải nằm ở mặt kỹ năng mà là chuyện tinh thần. Việc để thua những trận chung kết trước đó hay chuỗi thất bại mới đây ở lượt về đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các tuyển thủ. Tôi không nghĩ T1 chơi quá tệ trong thời gian qua. Thế nhưng điều đáng tiếc nhất là có vẻ như năm người bọn họ không còn giữ được sự tự tin cần thiết. Tôi nhớ lúc trước thì họ gần như là có cùng ý kiến trong mọi tình huống và luôn đưa ra quyết định rất nhanh chóng. Tôi hy vọng các tuyển thủ có thể thi đấu tự tin trở lại và luôn duy trì được tinh thần mình là người mạnh mẽ nhất, Mata chia sẻ. Wolf cũng đưa ra câu hỏi về việc đâu là yếu tố quan trọng nhất trong một trận BO5 căng thẳng, và Khan cho rằng đó chính là những người đồng đội giỏi. Cựu đường trên này khẳng định có những tuyển thủ luôn chơi hay hơn khi bước vào những trận đấu lớn, và Faker là ví dụ tiêu biểu nhất. Hanwha Life đã tan nát 3-0 trước KT Roster tại bán kết nhánh thua Playoff LCK mùa hè. Vừa bị loại ở vòng 4 đội lần thứ 2 liên tiếp, tham vọng dự Worlds 2023 của Hanwha Life cũng đang lung lay dữ dội. Mùa giải LCK 2023 đã khép lại với Viper và đồng đội. Giờ đây, nếu muốn có lần thứ 2 trong lịch sử tổ chức tham gia Worlds, họ sẽ cần phải giành chiến thắng tại vòng loại khu vực LCK. Sau trận đấu, Viper đã thừa nhận, KT đã vượt trội hơn chúng tôi về mọi kỹ năng. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng tôi thua cuộc. Cũng giống như Viper, huấn luyện viên trưởng Danny cũng hối tiếc sâu sắc về kết quả vừa qua. Tôi vừa tiếc nuối vừa tức giận, tôi đã kém hiểu biết về cắm chọn, thiết lập lối chơi và kết hợp đội hình về mọi mặt khi so với KT. Danny không hề giấu giếm. Tôi xin lỗi vì đã đạt kết quả giống với LCK mùa xuân. Dù thua trắng trong loạt BO5 nhưng Hanwha Life vẫn còn một vài khoảnh khắc lóe sáng. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp họ thắng đội Nhật Bản dù chỉ là một ván đấu. Đây là một sự thất vọng lớn lao với các fan của Hanwha Life, những người đã khởi đầu playoff LCK mùa hè bằng thắng lợi mãn nhãn 3-0 trước Dragon X, nhưng rồi lại thua liền Gen.G và KT với cùng tỷ số 0-3. Khi được hỏi về thất bại trước KT, Viper đã chọn ra một pha giao tranh tiêu biểu cho thấy thiếu sót của Hanwha Life. Có quá nhiều thứ thất bại, nhưng quan trọng nhất là chúng tôi đã không thể thắng một pha giao tranh nào trong suốt cả trận. Có vẻ như chúng tôi đã lực bất tòng tâm khi bước vào giao tranh. Thêm một lần nữa, Hanwha Life lại toàn thua cả hai loạt trận khi chen chân vào top 4 LCK. Họ không thể chứng minh bất cứ điều gì trước các đối thủ mạnh nhất khu vực. Nhưng nó thế không có nghĩa là Hanwha Life sẽ bu xuôi, bởi họ vẫn còn mục tiêu để cố gắng, đó là thắng vòng loại khu vực. Viper đã cố gắng xúc lại tinh thần toàn đội trước tối đa hai loạt trận BO5 sắp tới. Đầu tiên, họ sẽ chơi trận tranh hạt giống số 3 vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 8 với đội thua trong cặp đấu giữa KT và T1 cuối tuần này. Nếu như thua cuộc, Hanwha Life vẫn còn cơ hội cuối cùng tại trận tranh hạt giống số 4 với đội thắng trong cặp đấu giữa The Blood Kia và Dragon X. Nếu meta này cứ tiếp diễn trong thời gian dài, tôi nghĩ mình cần chuẩn bị những lựa chọn mà đối thủ khó đối phó. Viper đã quyết tâm sẽ chuẩn bị thật tốt cho đến vòng loại khu vực để góp mặt ở Worlds.